về rồi nè. Sao? Sáng giờ ở nhà làm có mệt không? Thương em quá à. Ở đây anh làm phụ cho. Anh làm phụ việc em cho. Anh nuôi phụ cho nha. Mấy này dễ mà. Sáng giờ làm mệt. Mệt quá mệt đúng không? Để anh massage cho nó khỏe người. Đã không? Em, có chuyện này vui lắm anh nói em nghe nè. Hồi lâu tới giờ á, hai vợ chồng mình dự kiến là sẽ đi du lịch nước ngoài, đi Hàn Quốc đó. Đó, bây giờ anh mới vừa coi trên mạng, nó có một cái chuyến du lịch Hàn Quốc mà giảm tới 50% luôn. Nếu mà mình đăng ký sớm á, là mình sẽ được giảm 50%. Còn mình đăng ký trễ á, nó vẫn còn giảm 50% luôn. Hai đứa mình đi du lịch Hàn Quốc chơi ha. Nếu mà em sợ tốn kém á, thì mình tiết kiệm chi phí. Mình đi du lịch Phú Quốc đi. Phú Quốc có biển đẹp giống như ở nước ngoài luôn. Mình ra đó, trời ơi, hai đứa mình tắm biển. Nếu mà em sợ bị xa xôi, đi máy bay đồ mệt á, thì mình quyết định đi du lịch miền Tây đi. Đi miền Tây là có cỏ nè, có cây nè, du lịch sinh thái, xuồng rồi nữa, cho nó dân dã mà nó dễ thương. Hai đứa mình á, giống như là trải nghiệm về quê thăm bà con đồ ha. Mình sẽ tổ chức đi vậy em hả? Quyết định vậy nha. Em không chịu vậy hả? Thôi mình lâu quá, thứ bảy chủ nhật này mình đi công viên dạo mát rồi đi uống cà phê Coleman selfie đồ được không em? Chết cha. Em bị sao vậy? Dạ. Em có sao không? Lên ghế nè, lên ghế ngồi. Em có sao không? Anh chỉ làm em bất ngờ lãng mạn thôi, anh xin lỗi. Em đau bụng quá. Trời ơi. Em bị chảy máu kìa. Đi bệnh viện, khỏe lên, xong đi bệnh viện. Ôm cổ anh, ôm cổ anh. Bác sĩ, vợ của tôi sao bác sĩ? Không sao, mẹ và bé đều ổn. Y bác sĩ nói là vợ tôi có thai hả? Cô ấy có thai gần 3 tháng rồi. Vợ tôi không có nói tôi biết. Cậu nên chăm sóc vợ cẩn thận một chút, đặc biệt là 3 tháng đầu tiên. Những sự cố dù nhỏ cũng gây ảnh hưởng lớn cho mẹ và bé. Tôi biết rồi. Lần này thật là may mắn, mẹ và bé đều ổn. Ổn đúng không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sẽ kể cho em nghe chuyện này, bảo đảm em yêu như banh đốc luôn. Kể từ bây giờ, anh sắp được làm ba, em sắp được làm mẹ, mình có con rồi em à. Ủa sao em không vui? Em không bất ngờ với chị? Hay là em biết chuyện này rồi?
Sao không kể cho anh nghe? Anh thấy anh vui chung chứ. Còn em còn đòi ly dị với anh nữa là nghĩ sao? Tại vì anh quá trẻ con thì làm sao có thể lo cho em và con được. Cứ nói thì cũng vậy thôi. Em, anh xin lỗi em. Làm em té rồi bất ngờ rồi. Nhờ vậy em mới biết anh có con. Mà sao em chứ, anh biết anh sẽ khác chứ. Em phải cho anh cơ hội chứ. Em đã cho anh cơ hội rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ anh thay đổi được. Lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước là anh không biết là anh được làm cha. Bây giờ anh biết được rồi, anh sẽ thay đổi 180 độ vì em, vì con. Em hiểu không? Nói thì đơn giản quá, ai mà không nói được. Em phải tin anh chứ. Lần này bảo đảm 100% anh sẽ làm được. Anh hứa anh sẽ vì em, vì con mà thay đổi. Em phải tin anh. Bây giờ anh biết anh làm gì rồi. Anh sẽ là cây nến vàng, em sẽ là cây nến xanh, con của mình là cây nến hồng. A-i-a-i-a thắp sáng một gia đình. Ha? Tới giờ uống này mà anh còn giỡn được nữa hả? Anh vui quá trời luôn á. Anh muốn la banh cho bệnh viện. Nè, anh bị khùng hả? Mà hứa với em đi. Ừ? Từ nay phải thay đổi đó. Anh hứa, anh lời luôn. A-i-a-i-a thắp sáng một gia đình. Nói giờ động đó. Em, anh về rồi nè. Anh mua cái gì mà quá trời vậy? Anh mới đi siêu thị về. Nói nghe, anh mua đồ cho em, mua đồ cho con, rồi mua sữa nè, mua tã nè, rồi mua đồ chơi cho con nữa. Nhiều lắm. Anh có bị gì không vậy? Hả? Anh làm gì sai nữa hả? Em đã nói với anh rồi, là thời gian này á, vợ chồng mình phải tiết kiệm. Anh nghĩ sao anh đi mua đồ phung phí như vậy? Anh còn biết con của mình á, là con trai con gái chưa mà anh đi mua đồ. Thì anh tìm hiểu kỹ rồi. Anh mua đồ thính thôi, đồ trắng thôi. Với lại anh cũng đã tìm hiểu kỹ trên mạng nè, trên sách vở nè, là người mẹ mang thai cần rất là nhiều dưỡng chất. Bởi vậy phải ăn uống đầy đủ, rồi phải uống sữa dinh dưỡng, rồi những cái thực phẩm chức năng khác nữa để bồi bổ cơ thể. Rồi xong rồi nó phải bồi bổ cho bào thai nữa. Rồi anh mua đồ cho em nữa. Mà mai mốt là em phải tăng cân. Tăng cân là em phải mặc đồ đẹp. Mẹ đẹp thì sinh con ra mới đẹp. Với lại anh mua vậy là trước sau thì mình cũng xài vậy em. Có ai ở nhà không? Em giao đồ bên siêu thị. Anh còn mua gì nữa hả? Thêm mớ nữa à? Trời ơi trời, tự nhiên đi phung phí một mớ tiền à? Mình phải để dành tiền sau này em còn xin đỡ chứ. Anh nghĩ cái này trước sau thì mình cũng xài mà. Nhưng mà nó không có cần thiết. Mệt quá à, anh đem đi trả hết đi. Khi nào em cần em tự đi mua. Trời, mớ này chắc phải đem qua nhà thằng Dương gửi nữa quá. Chứ trả sao trả. Ủy Tiên, em làm gì vậy? Em đang nấu ăn nè. Thôi, bầu bì mà làm gì. Thôi. Để anh làm cho. Anh có biết làm không á? Biết, ba chuyện nấu nướng này dễ ẹt. Để anh làm cho em bầu bì em nghỉ ngơi đi. Thôi đi em làm hết cái này đi. Thôi nghe anh không, em đi việc nghỉ ngơi, nghỉ cho con khỏe, em khỏe. Còn mọi chuyện trong căn nhà này để anh quán xuyến anh lo hết. Vậy bữa nay nấu cơm nha. Ừ. Vậy khi em lên trở em nghỉ, khi nào mà anh nấu xong rồi á thì anh kêu em ha. Nghỉ ngơi đi cưng. Đi từ từ nha. Ừ, em biết rồi. Rồi, được rồi, em lên được mà. Để anh nằm nghỉ nha. Ừ. Mấy chuyện nấu ăn này. Nấu món gì đây? Ba chuyện nấu ăn này, chuyện nhỏ xíu mà. Ta-da! Hấp dẫn chưa? Trời ơi, toàn là những món em thích không luôn á. Bây giờ nói em nghe, không phải là em ăn một mình cho riêng em đâu. Em ăn cho em, cho con nữa. Bởi vậy em phải ăn gấp đôi thường bữa. Ăn đi em. Không ăn nữa.
No rồi. Em có ăn gì đâu mà no. Ăn cái cục ấm ớt đâu no rồi đó. Anh nghĩ sao anh bỏ tiền ra anh mua như vậy? Sao anh phung phí quá vậy? Hồi nãy cái miệng nó ngon lắm mà, nói là tự nấu rồi bây giờ cuối cùng cũng đặt ở ngoài kìa. Con người mày kỳ cục. Gì vậy? Anh làm gì sai nữa hả? Anh đặt cho mấy em mấy món em thích không mà. Tiên à, Tiên à, Tiên. Nè, dì Mai đem đồ ăn qua nè. Chà, tiệc tùng phải không? Tổ chức ăn mừng Tiên cái bầu đúng không? Tiệc tùng gì, con đặt đồ ăn cho Tiên ăn nè. Bây giờ không phải ăn cho một mình Tiên, ăn cho Tiên, cho con nữa. Hai mẹ con bồi bổ, con đặt quá trời đồ ăn. Mấy món Tiên thích không nè, gà rán nè, khoai tây nè, rau nè, pizza nè, bánh mì tươi nè. Quá trời mấy món thích không mà tự nhiên không ăn, giận con là sao? Là đặt cho Tiên ăn đó hả? Dạ. Nó nghe là con Tiên nó giận con là đúng rồi, không quan ức gì hết á. Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Mấy món này là ăn Tiên thích là lúc nó chưa có bầu. Bây giờ nó trở thành là bà mẹ rồi, nó đang có thai rồi thì nó không được ăn mấy món này. Nó giận là đúng rồi con. Chán ghê. Trời, vậy chứ giờ con phải làm sao? Nè, một người phụ nữ mà khi mà có thai đó là họ phải ăn uống những chất bổ dưỡng, mà không ăn dầu mỡ chiên xào như vậy. Mà chị thấy tốt nhất á là đừng có đi order gì hết á, mình phải tự nấu ăn ở nhà, hợp vệ sinh nè, rồi đầy đủ chất bổ nè, là mới có dinh dưỡng cho bà bầu và em bé chứ. Trời, mà ở nhà đâu có đầu bếp đâu. Sao nghe nè, nghe nè, mình thông minh chút xíu đi. Hình như cái não con nó chậm lắm phải không? Đó, lần nào là gì cũng nói con vụ não. Nè, cái này nè, mình sợt lên này đó. Cái con sợt nào thấy chữ G. G là Google đó, cái con gõ vô là những thức ăn nào dành cho bà bầu, rồi cách nấu nè đó, nó chỉ nè, đó thấy không? À, coi nhà cháo bồ câu nè, rồi xương hầm với lại bí nè, đó. Trời ơi, đầy trên mạng hết. Ăn những cái này là không có bồi bổ được, hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Để con rút kinh nghiệm.